Hello, toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay em toàn ở cái cửa hàng đồ cổ của bên Nhật và nó có một bộ đèn của Italia bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, đây em đang quay cho mọi người cùng xem đây để xem quay em có bác nào mà ưng cái bộ sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn sẽ xuống lấy cái này. Cái hàng này là hàng của Italia nhé mọi người nhé. Em toàn chuẩn hàng Italia 100% luôn. Đấy, thôi em cũng không để các bác chờ lâu. Em xin phép là em đo kích thước của một bộ xếp tụ này. Em báo cho các bác. Đầu tiên em sẽ đo cái bộ chân đèn này nhé mọi người nhé. Chân nến này. Chiều cao của nó lên đến. Với chiều cao của nó lên đến 69 nhé mọi người nhé. Như này em đang đo như này là chiều cao 69 này. Cái này cũng thế này. Nói chung là chiều cao nó vào khoảng tầm 70 đi mọi người cho nó dễ. Chiều cao hai bộ chân đèn này cao 70, còn của chiếc đồng hồ này cao 61 mọi người nhé. Chiều cao là 61. Đây em xin phép đo như này cho các bác xem này, chiều cao là 61 này mọi người đó, chiều cao 61. Và em đo luôn cái mặt của nó, cái mặt của nó đây mọi người, mặt này em đo từ cái tay này sang nhé, sang cái tay này là 36. Đấy, chiều cao 36 của bệ chân của nó, chiều cao là 35. Rất là đẹp luôn, toàn bộ là đồng đúc nhé mọi người nhé. Những cái bản bản giữa hai tấm này là họ vít bằng ốc. Đây của cái dàn đèn mặt của nó đây, từ cái đỉnh đèn này sang cái đỉnh đèn này là 26. Cái đỉnh đèn nhỏ của nó là 16. Nó đỉnh chân nến nhá mọi người nhá. Em cứ nói nhầm là đèn có 2 4 6 chiếc chân nến. Rất là đẹp luôn. Đây mọi người, chiều của cái này nó rất là nặng, bộ này rất là nặng. Cái mặt của cái nhỏ này như này thì là nó vào khoảng 15. Vào 15. Cái bên này thì là nó cũng đối xứng rồi mọi người. Em cũng không cần phải đo nữa. Vì là cái này là một bộ xích tụ. Em chỉ đo một cái là nó sẽ ra thôi. Em cũng không để các bác chờ lâu, em xin phép là em nhấc cái này lên, em cho các bác xem cái mặt sau của nó. Mặt sau của nó là có chữ nhé mọi người nhé, Made in Italia luôn. Đấy. Em quay gần lại cái chữ Made in Italia cho mọi người xem. Đây mọi người nhé, nó có chữ này, Made in Italia này. Đấy, đây này, Made in Italia. Đây là nó có hai con gà, có ăn gà, và bên này có hai cặp người. Đây bên trong đây mọi người, mọi người xem bên trong toàn bộ là nó vít bằng ốc hết nhá mọi người nhá. Đấy, đồng hồ đây, có đồng hồ chạy pin. Đấy, đây là mọi người xem là những cái vết này, đây là toàn bộ là nó vít bằng ốc này. Đấy, đồng nguyên khối rất là nặng luôn. Ở bên dưới nó, em sẽ quay cho các bác xem. Ở bên dưới nó cũng có Made in Italia nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, Made in Italia. Cái hàng này là em thấy là hàng khá là đẹp luôn. Không còn cái gì mà để chê cái bộ này cả. Em thì đã ưng rồi, mà rất là nặng nhá mọi người nhá. Em bê là nguyên cái này chắc phải khoảng tầm 20 cân rồi. Bộ này khá nặng. Còn nhiều khi có khả năng là em phán đoán cân sai thì các bác cứ thông cảm cho em. Nhưng mà để chính xác thì nó hơi khó. Đây mọi người, cái này là nó có mã số hết nhá, có mã số và có Made in Italia luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái bộ bên kia cũng thế, đều có Made in Italia hết mọi người ạ. Rất là đẹp. Đấy, em xin phép bây giờ em sẽ quay vào chi tiết từng một sản phẩm một để cho các bác xem. Các bác xem mà các bác ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ lấy về cho các bác. Các bác sở hữu một bộ dàn này, các bác trưng bày ở nhà thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, em xin phép em quay thử cái chân nến đi. Đấy, những cái này là cái này nó tháo rời này mọi người này. Đấy, những cái khúc này toàn bộ là tháo rời. Đấy, đây, các bác thấy chưa? Đây, có hai con gà này. Khá là đẹp luôn.
đồng nguyên chất nhé mọi người nhé. Vì là nó ở cửa hàng đồ cổ nên các bác cứ yên tâm là đồng là đồng. Ở đây đây là bằng đá rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây, cho các bác xem đồng của nó này. Ừ, đồng nó đẹp chưa? Đấy, đây là cái chân nến. Em xin phép là em quay sang cái phần cái đồng hồ. Đồng hồ nó có bốn chân đây. Mặt ở đây các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Một bộ này. Đây, cái bên này nó cũng giống cái bên kia thôi các bạn. À, cái này là cũng tháo ra này, nó có cái dây buộc ở đây rồi. Còn là ngoài ra là nó có 6 cái chân nến. 6 cái nến, chân nến trưng bày quá là tuyệt vời luôn. Toàn bộ bằng đồng và bằng đá. Em thì đồ Italia này thực ra là em không rành. Nên là em thấy đẹp thì em quay lên cho các bác. Nếu các bác nào mà ưng ý sản phẩm này thì là các bác tìm hiểu. Nếu mà các bác em báo giá cho các bác cảm thấy ok thì là em sẽ quay lại cửa hàng, em sẽ lấy cho các bác. Đây là em quay mặt sau. Nó, tay em cầm điện thoại nên là nó hơi run. Nên là chất lượng video là nó hơi kém một chút nên là các bác thông cảm nhé. Đây là mặt sau của chiếc đồng hồ. Đằng sau nó có chữ Made in Italia đây luôn các bạn. Chữ này là nó nổi khối lên nhé mọi người nhé. Không phải là khắc. Mà ngay từ khi người ta đúc nó nổi khối hết lên. Đấy, đây nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Em thấy là bộ này xuất sắc luôn các bạn. Đó, toàn bộ là đồng đúc. Em xin phép là em sẽ quay ra mặt trước một chút. Sau đó là em xin phép là em kết thúc video. Nếu mà có bác nào mà ưng ý sản phẩm này thì mong các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em sẽ gửi ảnh cho các bác tham khảo và giá cả. Em thì giá ở cửa hàng, em sẽ tính ra công cáng em gửi về. Thế nào các bác ưng thì các bác cứ liên hệ với em. Đấy, thôi em xin phép kết thúc video ở đây mọi người. Một lần nữa thì mọi người cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã và xem video của em Toàn và từ trước nay đã mua hàng ủng hộ em Toàn. Và em Toàn xin chúc mọi người xem video có một sức khỏe thật tốt. Rồi, em Toàn xin chào tất cả mọi người.